Vâng, xin chào mừng các anh chị đến với Thoát Sâu Cà Phê NLP cùng thầy Nguyễn Xuân Hương. Và như thường lệ thì tôi vẫn là Lê Quốc Long. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề cực kỳ thú vị. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ cùng chào mừng thầy Nguyễn Xuân Hương nhé. Vâng, xin chào thầy Nguyễn Xuân Hương ạ. Rồi, chào Lê Quốc Long. Và chào anh chị và các bạn đang tham gia Thoát Sâu Coffee NLP. Vâng, và với sự xuất hiện của thầy Nguyễn Xuân Hương như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ mong chờ những cái chia sẻ cực kỳ hữu ích. Và nếu như tất cả các anh chị đang có những cái công việc mà mình chưa được ưng ý, hay kết quả công việc hay sự nghiệp của mình chưa được hoàn hảo, thì chủ đề ngày hôm nay sẽ là chủ đề mà các anh chị cực kỳ mong chờ, phải không nào? Vâng, như đó chính là chủ đề liên quan đến công việc và sự nghiệp. Và giống như tất cả những rất nhiều các anh chị học viên đã tốt nghiệp các cái chương trình NLP chuyên sâu, cũng như là tất cả những cái chương trình NLP về được thầy Nguyễn Xuân Hương huấn luyện, thì họ đều có những cảm nhận rất là tích cực về kết quả học tập. Và đặc biệt hơn nữa thì có những người chia sẻ rằng là họ đã thay đổi được công việc kinh doanh của mình, đột phá về mặt doanh thu lên gấp 2, gấp 3, và thậm chí có người tăng gấp 10-20 lần, và thậm chí có những người đột biến tăng đến hàng trăm lần trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Vậy thì cái sức mạnh thực sự của NLP và những công cụ NLP cụ thể nào có thể giúp cho công việc và sự nghiệp của chúng ta có sự đột phá như vậy ạ? Mời thầy Nguyễn Xuân Hương có thể chia sẻ được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh Long. Đây là một câu hỏi mà nếu trả lời một cách nó ngọn ngành thì nó khá là dài, thì tôi đề nghị các bạn là có thể xem kỹ về khoa học NLP là gì. Thì ở đây tôi ngắn gọn thế này. Vào những năm 70 của thế kỷ trước thì hai nhà sáng lập NLP là hai giáo sư trường đại học Santa Cruz là Richard Bandler và Joe Gider. Hai ông bắt đầu mới đặt ra một câu hỏi là thế này. Trong bất kỳ một lĩnh vực nào của cuộc sống con người, đấy, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giải trí, thể thao đi, lĩnh vực nào cũng vậy, chỉ có một vài người xuất chúng thôi, một vài người xuất chúng thôi, còn thì hầu hết là trung bình. Thế thì họ đặt ra câu hỏi là sao lại vậy? Thế là họ thấy rằng đây là một đề tài hay, và họ bắt đầu đi tìm câu trả lời. Thế thì để tìm câu trả lời thì họ phải quay trở lại tất cả các công trình nghiên cứu về con người từ bên trong đến bên ngoài, từ khoa học não bộ đến ngôn ngữ, đến hành vi con người, đến môi trường tác động tạo ra con người ra sao. Đấy. Và bên ngoài hành vi con người tại sao lại kiến tạo ra thất bại hay kiến tạo thành công như vậy. Đấy, nghiên cứu, một mặt nghiên cứu như vậy. Mặt thứ hai thì các ông nghiên cứu tiếp những mẫu hình thành công. Nghiên cứu đến hơn 5.000 mẫu hình thành công xuất chúng đại diện trong từng lĩnh vực một. Để trả lời câu hỏi rằng tại sao những người xuất chúng này họ cùng sinh ra trong một xuất phát điểm, một bối cảnh như này, cùng với những cái bối cảnh nó khó khăn thách thức thế này, nhưng họ lại thành công được và trở thành những người xuất sắc được. Và sau đó thì họ sẽ bắt đầu công thức hóa lại. Ví dụ như là nhìn cuộc sống đầy thách thức thế này, đầy những khó khăn thế này, thì phải nhìn nó với một cái tư duy thế nào để lấy được giá trị và sức mạnh cho mình. Chứ không phải nhìn ở cuộc sống bên kia của hầu hết những người trung bình đều nhìn, trời ơi dạo này siết chặt tiền tệ khó khăn quá, dạo này thị trường nó bão hòa chẳng làm nổi cái việc gì cả. Nói chung là bây giờ ai cũng khó khăn, nói chung chả làm việc gì. Rồi là đổ lỗi, mình định sang việc này, chuyển ra việc này nhưng mà có làm được việc không? Tức là họ sẽ không đứng ở một cái vùng của những người mà trung bình như này, mà các ông bắt đầu mới tổng kết lại ở những cái vùng những người xuất chúng ấy, họ nhìn cái cuộc sống khó khăn này như thế nào. Và hóa ra là những người xuất sắc xuất chúng này, trong bất kỳ bối cảnh khó khăn nào thì họ cũng nhìn ra cái điểm được, điểm giá trị, để một là họ rút kinh nghiệm cho những lần sau họ không mắc phải điều này nữa, hai là họ nhìn cuộc sống như vậy để họ xem là có giải pháp nào có thể giải quyết được vấn đề này không. Thế thì với cái tư duy thế này thì cái nguyên lý của vũ trụ là gì? Khi bạn khao khát, người thầy sẽ xuất hiện. Khi bạn gõ, cửa sẽ mở. Khi bạn tìm thì sẽ thấy. Và một khi bạn đã quyết định thì cả vũ trụ sẽ quay trở lại giúp bạn đạt được mục tiêu. Được chưa? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta đang nói tiếp rằng là các nhà khoa học này bắt đầu họ mới công thức hóa lại toàn bộ cái quy trình. Nó trở thành những công thức, nó trở thành những quy trình. Ví dụ trong kinh doanh, để thiết lập ra một mục tiêu kinh doanh thì nó cần phải theo những cái bước nào, trình tự nào, nó cần phải hội đủ những yếu tố nào, nguồn lực nào, nó cần phải giải quyết những cái điểm nghẽn, điểm then chốt nào tại doanh nghiệp, từ cá nhân cho đến doanh nghiệp. Thực ra những vấn đề này thì con người ta biết hết rồi, nhưng mà vấn đề đã không được làm rõ ràng ra, cho nên nó trở thành vấn đề với cá nhân, với doanh nghiệp mà thôi. Được nhá, đấy là kinh doanh thì làm rõ. Thế còn trong ví dụ như trong là bán hàng, thương thuyết, đàm phán, chốt sale,
Thế thì người ta đã nghiên cứu rằng ồ, mỗi một con người cụ thể, rồi họ sẽ thích nghe, đặc biệt là cái bộ não con người nói chung ấy, họ thích nghe theo một cái trình tự nhất định. Mà bất kỳ cái trình tự nào đi chăng nữa thì nó cũng giải quyết được vấn đề là thế này: tôi định dùng cái này, tôi định muốn cái này nhằm vào mục đích gì cho cuộc đời của tôi. Trả lời cho câu hỏi đấy thôi. Ví dụ bạn mua được nhà ở khu vực đô thị này cũng nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích cho sức khỏe, nhằm mục đích để bố mẹ, để đón bố mẹ ra ở, nhằm mục đích để vợ con hay là có một cái môi trường tốt đủ đầy không phải đi xa. Đấy, mua nhà đây nhằm mục đích gì? Rồi nếu như hai người có ngồi đàm phán với nhau thì ngồi đàm phán với nhau nhằm mục đích gì? Thế thì mỗi người đều tôi nhằm mục đích là để gì? Để mua được nguyên liệu tốt để về làm doanh nghiệp của mình có thể trở nên hiệu quả hơn. Rồi sau đó thì cái bộ não tại lại tiếp tục biết, à bây giờ anh đã giới thiệu cho tôi cái ngôi nhà ở cái đô thị này hiệu quả rồi, tôi thấy rất thích rồi. À, anh đã giới thiệu cho tôi cái nguyên liệu này, tôi thấy là đưa vào doanh nghiệp của tôi nó phù hợp rồi. Thì bây giờ tôi muốn rằng là cái phương thức để tôi có thể có được nó có những phương thức nào không để phù hợp với cái thanh khoản của tôi. Thế thì nó sẽ tiếp tục đề ra là có cái phương án thứ nhất, phương án thứ hai, phương án thứ ba để tùy bạn chọn lựa. Rồi sau đó nếu tôi chọn lựa cho một phương án cụ thể rồi thì đi sâu để tôi cần phải làm những gì để tôi có được nó. Thì cái bộ não con người trong giao tiếp, trong thương thuyết, đàm phán, chốt sale nó đều chỉ trả lời ba cái phần câu hỏi như vậy thôi. Thế thì NLP đã công thức hóa lại cái phần giao tiếp thế này rồi. Rồi chi tiết nữa thì để trong giao tiếp này làm sao để thỏa mãn được đối tác, thỏa mãn được khách hàng, làm sao để câu chuyện cởi mở, làm sao để đối tác thích mình, thì đều có các cái kỹ thuật của NLP nó đã để lại hết chúng ta rồi. Ví dụ như kỹ thuật kết nối để làm cho đối phương thích mình, rồi nghe theo mình, rồi cái kỹ thuật ngôn từ nào thì sẽ giúp đối phương đồng thuận với quan điểm của mình một cách rất là thoải mái, một cách rất là tự nguyện. Rồi thế thì đấy là trong đàm phán thương thuyết chốt sale thì cũng vẫn ngôn từ này, thì dù ra ngoài kia có giao việc, có phối hợp với quản lý hay nhân viên, nó cũng theo một cái trình tự như vậy thôi. Sếp giao nhiệm vụ này với tôi nhằm mục đích gì, và tôi sẽ phù hợp như thế nào trong cái khâu công việc này, và cụ thể thì tôi phải làm như thế nào để phù hợp với công việc của sếp giao và cơ quan này giao. Thế thì khi cái người học NLP ấy, họ học được tất cả các công cụ kỹ thuật một cách từ tổng quan đến chi tiết rồi, thì họ mang cái năng lực đấy, mang các công cụ kỹ thuật đấy về ứng dụng vào doanh nghiệp của mình, thì nó làm 100% nó tạo ra hiệu quả. Vì thế mới trả lời câu hỏi rằng ồ, tại sao rất nhiều học viên khi học NLP xong họ về họ lại tạo ra bước đột phá khủng khiếp trong doanh nghiệp, trong bán hàng, rồi trong huấn luyện và phát triển đội ngũ, đội nhóm như vậy. Rồi không như vậy, họ lại về họ là giải quyết được vấn đề trong gia đình, các mối quan hệ, rồi là sự phát triển của từng thành viên trong gia đình nó lại trở nên tốt đẹp như vậy. Thì đấy, thì khoa học NLP thì bằng những công cụ kỹ thuật đã được tổng hợp từ những mẫu hình xuất chúng trong mọi lĩnh vực cuộc sống và để lại cho chúng ta những mẫu như vậy rồi. Anh chị em và các bạn, chúng ta phải hiểu được mẫu. Tất cả cuộc sống chúng ta là đều làm theo mẫu hết. Thế và NLP đã để lại một cái mẫu hiệu quả xuất sắc nhất rồi, ta chỉ việc ứng dụng mẫu này mà thôi. Ví dụ tôi nói về mẫu, ví dụ như bạn xuất khẩu một cái sản phẩm dịch vụ của nào đó, bạn sang Mỹ thì chẳng hạn, thì bạn phải điền theo mẫu hải quan. Bạn điền đúng thì hàng hóa bạn sẽ đi, bạn điền chệch mẫu thì nó sẽ hỏng. Thì khoa học NLP đã để lại mẫu trong tất cả mọi khía cạnh lĩnh vực rồi, ta chỉ cần làm đúng thôi thì hiệu quả công việc và mục tiêu nó đạt được 100% là như vậy. Vâng, cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Hương. Vậy thì thầy có thể nêu cụ thể hơn một vài những cái công cụ NLP nào nữa mà có thể mà mình sẽ được học trong các cái chương trình NLP mà nó ứng dụng trực tiếp vào các cái kỹ năng để giúp một người có thể là tăng thu nhập của mình, hay là những cái mẫu ngôn ngữ giúp mình tăng khả năng giao tiếp, hay là những cái công cụ gì để giúp mình có thể làm chủ được cái hành vi của mình, mà mình có thể là trước tiên là mình sẽ có những cái kỹ năng để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, và sau đó là mình có một cái hệ tư duy tốt hơn để mình có thể làm chủ hay là làm lãnh đạo, đúng không ạ? Trước hết thì ta nói về kinh doanh đi. Ví dụ như trong NLP có rất nhiều các công cụ, khoảng 5-6 cái công cụ để giúp chúng ta thiết lập ra một kế hoạch, thiết lập ra một chiến lược một cách cực kỳ rõ ràng, chi tiết cụ thể để chúng ta đạt 100% cái mục tiêu. Thế thì tất cả chúng ta nếu đã làm kinh doanh hay làm doanh nghiệp thì chúng ta đều phải có mục tiêu. Vậy thì NLP trước khi mà chúng ta triển khai mục tiêu đó thì phải đánh giá xem cái mục tiêu này có khả thi, phù hợp với nguồn lực của ta không, của chúng ta không, nguồn lực với cá nhân mình, rồi các cái nguồn lực ở bên ngoài nó có phù hợp không, nó có đủ đầy không, thì chúng ta bắt đầu mới thực hiện mục tiêu. Thì ví dụ như là NLP dùng cái tiêu chí SMART, để đánh giá tính khả thi. Tiêu chí SMART thì ở ngoài kia có thể rất nhiều, nhưng mà NLP thì có một cái cách thức đánh giá riêng.
Ví dụ đầu tiên cái tiêu chí SMART ấy, đầu tiên là mục tiêu của anh phải cụ thể. Thế thì cụ thể cái gì? Nếu anh là một vị trí công tác thì NLP đòi hỏi anh phải cụ thể đó là một cái tên gì? Trưởng phòng, phó phòng, phó giám đốc, tổng giám đốc hay chủ tịch cái gì đấy thì nó phải có một cái tên. Nếu anh là kinh doanh thì nó phải là một con số lợi nhuận hay con số doanh thu. Đấy là yêu cầu thứ nhất để đảm bảo tính khả thi. Yêu cầu thứ hai nó đảm bảo anh phải đo lường được. Đo lường được. Tức là đo lường thế này, làm thế nào mà anh biết được là khi triển khai theo cái cách đấy, phương pháp đấy, cái trình tự đấy thì chắc chắn nó đạt được 100%. Thì phải có những cái đo lường. Đấy. Thế thì anh đáp ứng tiêu chí đo lường đấy rồi thì nó lại tiếp tục cái tiêu chí nữa là gì? Tính khả thi. Tính khả thi. Mà tính khả thi ở đây ấy, để thực hiện một mục tiêu ấy thì cái tính khả thi đo được là gì? Đó là 10.000 giờ bay. Nếu anh muốn có thể hoàn thành một kế hoạch, một chiến lược này thì đòi hỏi anh phải có ít nhất 10.000 giờ bay, tức là trên dưới 5 năm kinh nghiệm trong ngành lĩnh vực đấy. Thì anh mới cứ đủ cái trải nghiệm, anh mới đủ biết được thị trường là gì, nút thắt là gì, những khó khăn cần vượt là gì, những nguồn lực cần lấy là gì. Chứ còn nếu anh mới vào mà anh đã đòi hỏi rằng mình phải có cái này, mình phải hoàn thành cái kia, mình đạt được cái này thì không thể. Bởi vì cái người mới vào sẽ không thể nào biết được là cái gì cần phải có, cái gì cần phải lấy về, cái gì cần phải vượt qua, những nút thắt nào cần phải tháo bỏ, không thể biết được. Thì NLP đào rất sâu phần này để biết. Rồi sau đó thì đến cái phần thứ tư, NLP làm rõ cái tính này gọi là thiết thân chứ không phải là thực tế. Cái tiêu chí thứ tư ấy là thì thiết thân. Con người ta chỉ có động lực để hành động khi mà cái vấn đề, mục tiêu, kế hoạch, chiến lược của ta nó cực kỳ thiết thân. Ví dụ, không làm thì hậu quả gì khủng khiếp nó sẽ xảy ra với anh. Không làm thì anh sẽ cảm thấy cuộc đời của anh nó như thế nào, như vứt đi rồi. Thì người ta mới có động lực để làm. Chứ còn nếu mà nhiều người đặt ra mục tiêu và thế không đạt được thì sao, mà không đạt được thì nó chậm thôi, không sao cả. Không mục tiêu đạt được thì thôi tìm cái công việc khác, làm cái việc khác, hoặc là có người khác sẽ giúp tôi thôi chứ cũng không vấn đề gì lắm. Thế thì sẽ không có động lực để làm. Bởi vì khi gặp thách thức ấy, người ta sẵn sàng buông ngay lập tức. Thì rồi sau đó thì cái điểm thứ năm nữa là cái thời gian đạt được. Thì ngay đầu tiên khi chưa đi vào thiết kế một mục tiêu chi tiết thì với cái bước test đầu tiên bằng SMART này thì NLP đã test rất kỹ. Và một khi đã đủ đầy điều đấy rồi thì NLP mới có cái kỹ thuật tiếp theo. Ví dụ như là 9 nguyên tắc cho một kết quả khả đạt để thiết lập mục tiêu trung hạn 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm. Rồi sau đó thì sau khi ta thiết lập được mục tiêu trung hạn rồi thì có một cái công thức nữa là cái công thức thành công tuyệt đỉnh để giúp chúng ta bắt đầu thiết lập một cái kế hoạch cực kỳ chi tiết rõ ràng trong vòng 1 năm, trong vòng 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần, thậm chí trong một sự việc cụ thể. Và kỹ thuật nó làm rõ từng bước là điều gì nó cần phải xảy ra, bạn cần phải làm gì, thứ tự của việc đấy, cái gì ưu tiên làm trước làm sau. Rồi sau đó thì vạch ra 3 việc làm ngay, chốt ngày giờ cụ thể, ngày nào bắt tay vào việc, ngày nào xong việc. Và với một cái ốp như vậy ấy, việc đã hoạch định ra rồi ấy, thì không có gì là nó không xảy ra được cả. Thì đấy là cái kỹ thuật NLP để ứng dụng và thiết lập kế hoạch mục tiêu. Thế nếu như với vai trò là một chủ doanh nghiệp mà họ biết được cái đó rồi thì không những là gì, họ áp dụng cho bản thân họ với cái mục tiêu của một lãnh đạo. Sau đó họ mang cái này thì lại dạy lại quản lý, mục tiêu của quản lý đi, nó lại ốp vào mục tiêu của lãnh đạo. Rồi sau đó lại mang cái điều này dạy cho các cấp trưởng phòng và nhân viên. Thế thì mỗi một người có một mục tiêu con của mỗi người lại giáp trở thành một mục tiêu lớn của toàn bộ doanh nghiệp. Và nó chi tiết đến mức độ đấy rồi. Thì người lãnh đạo lúc đấy chỉ cần được quản trị họ trên cái mục tiêu hàng ngày đã vạch ra rõ ràng mà thôi. Thì không có gì mà không đạt được cả. Và mục tiêu của lãnh đạo lúc đấy là chuẩn bị cho mình một cái năng lực thật tốt để ở khâu nào nó khiếm khuyết, nó yếu, nó thiếu cần hỗ trợ thì người lãnh đạo bắt đầu là mang nguồn lực bên ngoài về hỗ trợ để nhân viên của mình, quản lý của mình vượt qua, hoặc là chính lãnh đạo nếu có năng lực thì cũng giúp nhân viên của mình vượt qua. Thì doanh nghiệp không có gì mà không đạt được những cái thành tựu hay những mục tiêu đặt ra. Đấy. Thế còn trong việc giao tiếp, nó có rất nhiều các công cụ kỹ thuật giao tiếp. Công cụ kỹ thuật giao tiếp nó có 9 cái cách để hướng dẫn chúng ta sử dụng các cái kiểu ngôn ngữ trong các tình huống khác nhau. Ví dụ có một vài khung mẫu thế này thôi, nó uy lực thế này này. Giả sử bạn đang là một lãnh đạo, nhân viên của bạn chạy vào và xếp, có lẽ là ô, công ty, em nghĩ là công ty mình phải triển khai cái này thôi. Thế thì NLP ra dạy chúng ta cách là bạn cứ im lặng, bạn có thể xem cái đề án nhân viên nhìn một lúc thôi. Sau đó thì bạn sẽ ngừng lên để hỏi nhân viên là gì, triển khai cái này nhằm mục đích gì. Ồ, khi bạn gì? Khi bạn hỏi một câu ngắn gọn như thế thôi, triển khai cái này nhằm mục đích gì? Nhân viên của bạn nó đang hùng hổ như vậy, nó đang hào hứng như vậy, bỗng nhiên nó phải nghiêm túc trở lại để trả lời bảo thì sếp ơi, để làm việc này, việc này, việc này. Thì NLP lại có một cái khung mẫu tiếp theo, khi nếu nhân viên trả lời vậy thì một khung mẫu tiếp theo là gì? Bạn lấy gì làm bằng chứng để đảm bảo rằng cái mục tiêu này nó đảm bảo đúng cái kết quả đã đặt ra?
Rồi thế nhân viên lại nói rằng ờ thì bằng chứng là thế này thế này thế này thế này này. Rồi bạn lại hỏi tiếp nhân viên. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như cái kế hoạch này nó xảy ra không đúng dự kiến của em? Thì nhân viên nó bắt đầu lại phải giải trình tiếp. Đấy, tức là tôi muốn nói rằng là trong NLP nó có đầy đủ các khung mẫu vô cùng quyền năng, vô cùng uy lực để bạn ứng dụng trong mọi khía cạnh rồi. Ví dụ, vẫn là khung mẫu này áp dụng trong vấn đề là giao tiếp trong mối quan hệ. Ví dụ như là hai người bạn thân gặp nhau và than thở thế này: ôi giời bạn ơi, tớ chán quá, có khi là gia đình tớ phải chia tay ly dị thôi. Thế thì về một mục tiêu thì cái người bạn mà nói ra điều này họ rất muốn được an ủi, rất muốn người bạn mình tỏ ra lo lắng rồi sốt sắng rồi bắt đầu chia sẻ an ủi với nhau nhiều thứ. Nhưng mà nếu bạn hiểu NLP thì bạn chỉ cần là im lặng rồi nhìn mắt người bạn mình và nói thế này: ly dị nhằm mục đích gì? Ly dị nhằm mục đích gì? Và im lặng để trả lời, để chờ câu trả lời của bạn mình xem sao. Thế là bạn có thể bạn sẽ trả lời là: thì ly dị khó chịu quá đi, nó làm tôi bất bình, nó làm tôi thế này, làm cho rối tung cả lên mà cảm thấy không khó sống nổi với nhau. Thế thì lúc đấy bạn lại hỏi câu hỏi tiếp theo: điều gì sẽ xảy ra nếu hai bạn ly dị? Thế thì buộc cái người mà nói ra điều này là họ bắt đầu phải nghĩ đến nội, đến ngoại, đến con cái ra sao, sự nghiệp ra sao, rồi mối quan hệ ra sao, rồi là uy tín xã hội sẽ ra sao. Tức là buộc họ phải nghĩ một cách chín chắn cho điều đấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu như hai bạn ly dị? Thì bỗng nhiên người này bắt đầu mới chợt giật mình. Thế chẳng phải là gì? Rất nhiều người đã chia tay nhau rồi xong cuối cùng mới giật mình rồi: trời ơi biết thế mình đã dại quá, mình trong một phút đông nổi mình đã dại quá sao? Và bạn thân mến, NLP thì bất kỳ một lĩnh vực nào, một khía cạnh nhỏ nào trong cuộc sống thì đều NLP đều có công cụ kỹ thuật chi tiết để ứng xử hiệu quả trong lĩnh vực đó rồi. Vì thế cho nên tôi mới rất mong muốn rằng người Việt Nam nói riêng và mọi người nói chung phải sở hữu được khoa học NLP này. Bởi vì nó đơn giản chỉ là gì? Bộ não của chúng ta cần phải biết được những cái công cụ kỹ thuật hiệu quả nhất để chỉ đạo cái miệng của mình, để chỉ đạo cái hành vi của mình ứng xử trong mọi khía cạnh cuộc sống này nó trở nên hiệu quả hơn mà thôi. Thì đấy là khoa học, mục tiêu, mục đích của khoa học NLP là như vậy. Vâng, rất là hay đúng không ạ? Và như các anh chị thấy rằng là với cái mục tiêu cao cả như vậy thì tôi tin chắc chắn rằng là NLP sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa. Và đặc biệt hơn nữa thì là những cái chương trình đào tạo của thầy Nguyễn Xuân Hương sẽ càng tiếp tục phát triển hơn. Và với nội dung chia sẻ của ngày hôm nay liên quan đến sự nghiệp và công việc thì các anh chị đã nhận được rất nhiều những thông tin từ thầy Nguyễn Xuân Hương rồi. Và chúng ta sẽ từng bước ứng dụng cái công cụ như vậy để có thể thay đổi cái mức thu nhập của chúng ta, thay đổi công việc của chúng ta và thay đổi cả cái sự nghiệp của chúng ta, đúng không nào? Và nếu như các anh chị thực sự mong muốn thay đổi cái sự nghiệp của chúng ta thì các anh chị hãy nhanh chóng tìm đến những công cụ NLP như này. Tôi tin chắc rằng là chỉ cần học một phần nào đấy thôi, các anh chị cũng đã có thể nắm bắt và dần dần thay đổi cuộc sống của mình rồi. Vâng, và như thường lệ thì đây sẽ là những giây phút cuối cùng của buổi talk show ngày hôm nay. Và một lần nữa thì xin dành lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Xuân Hương đã dành thời gian tham dự buổi talk show ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị học viên đã lắng nghe cái buổi talk show ngày hôm nay của chúng tôi. Và nếu như các anh chị thấy nó hay và bổ ích thì hãy nhấn nút subscribe và chia sẻ cái video này nhé. Và hẹn gặp lại các anh chị vào các video tiếp theo. Và một lần nữa xin cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Hương đã dành thời gian đến buổi talk show ngày hôm nay. Vâng, và xin chào tất cả anh chị học viên. Hẹn gặp lại các anh chị học viên vào các video tiếp theo. Cảm ơn Lê Cô Long đã nêu ra một chủ đề rất thú vị và giá trị. Rồi, hẹn gặp lại anh chị và các bạn.